Happy birthday to you. This is your day. On this day for you, we're gonna love you in every way. This is your day. Thank you.
hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3, we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. And we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Come on. Hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3, we'll blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Nhắc đến ký ức xưa, hòa cùng vài ngọn nến, đôi môi xinh đáng yêu làm trái tim anh rộn ràng. Nến kia lung linh như tình hai chúng ta. Anh xem mai khắc ghi lời nói tình yêu ban đầu. Mong em ước như muôn lời ca trong anh. Mong em sẽ luôn happy, so so happy. Như bao năm dài trôi qua, nhìn em khôn lớn, một tôi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào chuyện tình chúng ta sẽ không rời xa. Anh sẽ mai khắc ghi lời nói tình yêu ban đầu. Mong em ước như muôn lời ca trong anh. Mong em sẽ luôn happy, so so happy. Như bao năm dài trôi qua, nhìn em khôn lớn, một tôi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào chuyện tình chúng ta sẽ không rời xa. Trôi qua
nhìn em khôn lớn, một tuổi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào chuyện tình chúng ta. So happy, so happy. Với lời nói đầu tiên cho phép Bằng Thấm xin nghiêng mình thay mặt cho gia đình cũng như ban tổ chức gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý, chắc hẳn quý vị đồng ý với Hồng Thấm rằng trong một năm của chúng ta sẽ có 365 ngày, và trong 365 ngày ấy chắc hẳn sẽ có một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3 năm 2019, là ngày tròn 17 tuổi của bé Giang Nghi. Kính thưa quý vị, và bé Giang Nghi đến nay đã được 17 tuổi trong vòng tay yêu thương của cha, trong tình thương bao la của mẹ. Và ngày hôm nay bé được thêm niềm vui, được những người thân trong gia đình đã trao những tình yêu thương hơn nữa và nhận những món quà cũng như những lời chúc đầy ý nghĩa của tất cả quý vị và khách quý trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cho mặt trận hóa tay thật lớn để cùng chào đón bé Giang Nghi tròn 17 tuổi. Vâng, hãy tiến lên sân khấu của chúng tôi. Xin mời bé Giang Nghi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và rất là đặc biệt trong ngày hôm nay, gia đình của chú Thi và cô Trinh có niềm vui gấp bội hơn nữa, đã được nhân đôi. Đó là ngày sinh nhật của bé Giang Nghi tròn 17 tuổi. Và niềm vui thứ hai đó là cô và chú tròn kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Vâng, kính thưa quý vị, và tình yêu thương đó thì đến ngày hôm nay đã có một cô công chúa rất là xinh đẹp và dễ thương. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ cho phép ông Thấm cũng xin thay mặt cho gia đình cô Thi cũng như chú Trinh và cô Thi cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời gian và ngọc của mình đến đây cùng chung vui với gia đình của cô. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu cùng chiếc bánh kem ngọt ngào của bé Giang Nghi. Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời ạ. Chú Thi và cô Trinh ạ, cùng đứng thế nào. Xin mời cô chúng ta, xin mời chú sẽ trao nụ hôn ngọt ngào dành cho cô Trinh được không ạ? Không nóng tình yêu ạ. Vâng, xin mời chú Thi hãy dành cho cô Trinh một nụ hôn được không ạ? Theo lời yêu cầu, xin mời cô Trinh hãy tiến lại xin lỗi ạ. Và cô Trinh đã vất vả cùng nhau, luôn chia sẻ những nỗi buồn và vất vả trong cuộc sống đến nay đã 20 năm. Vâng, cô chú ạ, hãy trao một nụ hôn ngọt ngào được không ạ? Vâng, một nụ hôn ngọt ngào rất là ấm lòng của cô Trinh ạ. Vâng, quý vị, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, và cảm ơn cô chú, và xin chúc cho những món ăn đa dạng của dịch vụ nấu ăn Dũng Đại Hàng, cũng như một món ăn thứ hai đó là chương trình văn nghệ do ban nhạc Mi Tấn phục vụ tất cả quý vị và khách quý. Và cho phép Hồng Thấm xin thay mặt cho ban nhạc Mi Tấn xin mời tất cả quý vị chúng ta, ai có những ca khúc mà mình yêu thích nhất thì hãy đăng ký với chúng tôi để góp vui cho gia đình của chú Thi và cô Trinh cùng với bé Giang Nghi được trọn vẹn và vui vẻ hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chương trình văn nghệ của ban nhạc Mi Tấn xin được phép bắt đầu.
trong cái vòng tắm của siêu thị mà chờ bạn tổ chức sẽ được mời tất cả quý vị và khách chúng ta. Ai có những ca khúc mà mình tâm đắc nhất thì hãy đăng ký với chúng tôi để góp vui cho bữa tiệc hôm nay được trọn vẹn và vui vẻ hơn ạ. Vâng, xin mời tất cả quý vị chúng ta khúc tự tròn, xin trân trọng kính mời anh. Vâng, xin mời chúng ta hãy cho Nếu một tràng pháo tay được lớn được không ạ? Để một động lực rất là to lớn dành cho Nếu chúng ta. Quý vị ơi, tràng pháo tay đó. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you.
Con xin mời anh Trường xin hiện một ca khúc bạn yêu thích. Xin chân thành cảm ơn anh. Thiện mời đi ha. Oh,
nhập. Nếu mai
cành hoa không quên gửi đến bên